Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hành trình đỏ Bắc Cạn thu được hơn 700 đơn vị máu. Nông dân Nam Định cấy lúa đêm để tránh nắng. Hải quan Hưng Yên quyết liệt thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu. Bắt giữ 1.900 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc ở Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Cạn phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt Nam 2020. Ngày hội thu hút trên 1.000 cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Đây là năm thứ 8 chương trình Hành trình đỏ được tổ chức. Bắc Cạn là tỉnh thứ 19 trong số 42 tỉnh đã tổ chức ngày hội này. Những năm gần đây, chương trình Hành trình đỏ đã lan tỏa đến các huyện vùng sâu, vùng xa, tạo nên phong trào hiến máu tình nguyện mạnh mẽ trên địa bàn toàn tỉnh. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã tiếp nhận được hơn 700 đơn vị máu. Mới đây, Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội đã được chấp thuận để được thông 5 vòng cầu liên tiếp, ô vòm cầu từ 79 đến 83. Đây là bước đầu trong dự án cải tạo không gian vòm cầu dẫn lên cầu Long Biên. Song song với đó là hoạt động thiết kế không gian bên trong vòm cầu nhằm tạo ra những không gian văn hóa mới tại thủ đô. Phố đi bộ Phùng Hưng sẽ được mở rộng và kết nối thêm với các ô vòm cầu được đục thông, tạo ra không gian văn hóa đặc trưng của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Việc thi công cải tạo thí điểm các ô vòm cầu nêu trên không làm ảnh hưởng đến ổn định tuổi thọ, đảm bảo an toàn công trình cầu đường sắt, an toàn giao thông vận tải đường sắt, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, kết cấu chịu lực và nhiều quy định khác. Bộ Giáo dục Đào tạo công bố dự án vì một thế hệ bứt phá vượt trội từ nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp lên đến 11 tỷ đồng một năm, cam kết thực hiện dài hạn trong 5 năm. Bên cạnh việc xây dựng góc dinh dưỡng, theo dõi tiến độ phát triển, chiều cao, cân nặng cho các em, dự án còn nâng cao nhận thức, hình thành thói quen dinh dưỡng và thể chất cho học sinh tiểu học, xây dựng các sân chơi đạt chuẩn nhằm phát động phong trào rèn luyện thể lực tại các trường tiểu học. Dự án chính thức được thực hiện trong năm học 2020-2021. Dự kiến sẽ có 1.250 góc dinh dưỡng, 65 sân chơi được xây dựng và hơn 1,5 triệu học sinh từ 1.500 trường tiểu học được thụ hưởng từ chương trình. Tại Lào Cai, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai về kết quả công tác chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên số vụ vi phạm có giảm. Theo đó, lực lượng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã bắt giữ xử lý 555 vụ, trong đó buôn lậu vận chuyển trái phép là 234 vụ, gian lận thương mại là 316 vụ, hàng giả 5 vụ. Xử lý vi phạm hành chính 406 vụ, tổng giá trị xử lý là 229.460,1 triệu đồng, tăng 18 lần so với cùng kỳ. Các lực lượng chủ chốt như công an, hải quan, biên phòng, y tế, quản lý thị trường, thuế đã phối hợp bắt giữ xử lý một số vụ tập kết, vận chuyển trái phép các loại thực phẩm, hàng tiêu dùng, khẩu trang, y tế không có hóa đơn chứng từ nhập lậu. Vừa rồi thì cũng có các cái lực lượng chức năng cũng tăng cường có thể và khởi tố những cái vụ việc vi phạm về hàng cấm. Thế và đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm vừa rồi thì các cái vụ việc về vô chủ là gần như không có. Tất cả là đều có chủ và cái xử lý vi phạm hành chính và cái giá trị hàng hóa tịch thu thanh lý là tăng so với cùng kỳ. Tại buổi làm việc, vụ việc hàng hóa sai phạm tại kho hàng 10.000m2 được tập trung thảo luận. Theo các lực lượng chức năng, phương thức kinh doanh của đối tượng khá mới, hình thức bán hàng livestream sau đó xóa clip nên rất khó lần theo dấu vết, hình thức vận chuyển bằng chuyển phát nhanh và thuê taxi vận chuyển rất khó nắm bắt đối tượng. Các lực lượng chức năng nhìn nhận vụ việc này hạn chế khi chưa thực sự nắm bắt kỹ về địa bàn hoạt động, chưa có kinh nghiệm về xử lý hàng vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Thì trong cái chương trình của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia thì đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực trưởng Ban Chỉ đạo thì cũng đã giao cho văn phòng phối hợp với cả các bộ ban ngành và các lực lượng chức năng để xây dựng một cái kế hoạch của Ban Chỉ đạo để chống các cái hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên môi trường thương mại điện tử. Và tôi thì nghĩ rằng là trong thời gian tới nếu được Phó Thủ tướng phê duyệt để ban hành cái kế hoạch này thì nó cũng sẽ là cái tiền đề
để các lực lượng sẽ có cái sự phối hợp tổng thể. Trọng tâm 6 tháng cuối năm trên tuyến biên giới cửa khẩu, dự báo các đối tượng sẽ đẩy mạnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế đối với những mặt hàng có thuế suất cao, nhu cầu tiêu thụ nhiều như nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, máy móc, thiết bị, điện tử gia dụng, quần áo may sẵn, giày dép, thực phẩm, bánh kẹo, gia súc, gia cầm, khoáng sản, lâm sản. Cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp nghiệp vụ phù hợp để kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động trái phép. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa góp ý về phương án tổ chức giao thông phục vụ dự án sửa chữa cầu Thăng Long do Bộ Giao thông Vận tải triển khai. Theo đó, từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 7, cơ quan chức năng sẽ lắp đặt hệ thống biển báo, sau đó tổ chức phân luồng tạm 10 ngày từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 để theo dõi điều chỉnh. Từ ngày 6 tháng 8, các phương tiện sẽ bị cấm lưu thông trên tầng 2 cầu Thăng Long. Tại tầng 1, tàu hỏa lưu thông với tốc độ nhỏ hơn hoặc bằng 5 km/h. Các phương tiện mô tô, xe máy, xe thô sơ lưu thông bình thường. Với tinh thần vì sự an toàn của cộng đồng, ông Phùng Ngọc Bảo, thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh đã vận động người dân trong thôn quyên góp được trên 800 triệu đồng để làm đường, làm gác chắn đường sắt có đèn cảnh báo và làm các thủ tục xin vốn từ ngân sách nhà nước. Qua đó, công trình hoàn thành, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt. Đây là mô hình nhà nước và nhân dân cùng làm, đáng được biểu dương và nhân rộng. Trước năm 2019, tại thôn Minh Khai vẫn còn 5 lối mở tự phát của người dân. Các lối mở này cắt ngang đường sắt, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Nhờ tích cực vận động người dân và chính quyền các cấp, dự án đường đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Trong đó, ông Phùng Ngọc Bảo đã vận động tiền quyên góp 41 hộ dân là trên 800 triệu đồng. Dự án đường và công trình phụ trợ đã được triển khai xây dựng với các hạng mục như lắp mới 18 cột điện, lắp đèn chiếu sáng công cộng, lát vỉa hè, làm đường thoát nước. Nếu như mà từ trước nay mà không có con đường gom này thì tai nạn đường sắt thì hầu như là liên tục. Bản thân chúng tôi ở đây sống là chúng tôi thấy quá nguy hiểm. Chúng tôi phải nuôi cái ý tưởng đó và vận động bà con để làm con đường này. Cái việc này là xuất phát từ trong đáy lòng của tôi. Đường hoàn thành với chiều rộng 6m, dài gần 400m, với kết cấu bê tông dày gần 25cm. Công trình đường gom đồng bộ với đèn chiếu sáng, vỉa hè, đường thoát nước hoàn thành đã giúp loại bỏ 4 đường cắt qua đường sắt. Các hộ dân thống nhất chỉ để duy nhất một đường gom có hệ thống gác chắn, có người gác và có đèn cảnh báo tàu sắp chạy qua. Hệ thống đường gom, gác chắn đi vào hoạt động đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường sắt tại thị trấn Như Quỳnh. Đặc biệt, nó thể hiện tính ưu việt khi nguồn vốn được xã hội hóa, nhà nước và nhân dân cùng làm, giảm bớt gánh nặng ngân sách. Với hình thức xã hội hóa, nhà nước và nhân dân cùng làm, năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hỗ trợ kinh phí để xây dựng tuyến đường gom. Khu dân cư mới Minh Khai đã tuyên truyền vận động nhân dân đóng được 800 triệu đồng. Từ khi tuyến đường đã hoàn thành, đã giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Tuyến đường từ nguồn vốn nhà nước và nhân dân cùng làm với vai trò chủ đạo của ông Phùng Ngọc Bảo, cũng như ý thức tham gia xây dựng của khu dân cư thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, cần được các cấp các ngành biểu dương và nhân rộng. Chương trình xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Vào thời điểm này, nhiều địa phương tại tỉnh Nam Định đang vào vụ lúa hè thu. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến người nông dân vô cùng vất vả. Để tránh nắng nóng, người dân đã ra đồng cấy lúa trong đêm hoặc phải dậy từ sáng sớm để đảm bảo đúng lịch thời vụ. Trên cánh đồng lúa xã Nam Vân, thành phố Nam Định, từ 3 giờ sáng đã có rất nhiều bà con ra đồng đi cấy. Mỗi người một chiếc đèn pin gắn trên đầu, có người ra đồng từ nửa đêm. Bù lại, cây lúa đêm không những tránh được nắng nóng cho người dân, mà thời điểm này nước ở trên ruộng đã mát nên giúp cho cây mạ cắm xuống không bị héo rũ, cháy lá và chết. Đi từ nửa đêm đây. Năm nay, Nam Định dự kiến gieo cấy trên 73.000 ha vụ hè thu. Ngành nông nghiệp Nam Định khuyến cáo các địa phương cần thực hiện phương châm gieo cấy càng sớm càng tốt, áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh nhằm chủ động ứng phó với các biến đổi khí hậu và bệnh lùn sọc đen. Toàn tỉnh Nam Định phấn đấu hoàn thành gieo cấy xong trước ngày 20 tháng 7. Năm 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu 4.300 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu. Trước tình hình đó, Chi cục Hải quan Hưng Yên tích cực nâng cao hiệu quả các hoạt động nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút doanh nghiệp đến giao dịch, quyết liệt thực hiện dự toán pháp lệnh được giao. Để thu hút doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan, cũng như nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức,
chi cục tiến hành ký kết với doanh nghiệp làm thủ tục tại chi cục bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp. Đến hết tháng 6 năm 2020, đơn vị ký bản thỏa thuận với gần 1.200 doanh nghiệp đưa các nội dung thỏa thuận vào hoạt động thực tiễn. Với việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp đồng bộ, trong 6 tháng đầu năm 2020, chi cục hải quan Hưng Yên thu ngân sách nhà nước được trên 1.656 tỷ đồng, đạt 38,52% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thu thuế xuất khẩu nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu được trên 147 tỷ đồng, thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu được trên 1.500 tỷ đồng. Trong điều kiện thực tế hiện nay, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 6 tháng cuối năm khá nặng nề. Chi cục Hải quan Hưng Yên đã chủ động phân tích những thuận lợi khó khăn, xác định những giải pháp để phấn đấu, hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Tập trung rà soát, nắm chắc các nguồn thu, nhất là tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quản lý, chủ động đánh giá chính xác tác động các cam kết hội nhập quốc tế, nhất là lộ trình thực hiện các hiệp định thương mại tự do và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 để xây dựng các giải pháp tăng thu, chống thất thu cho phù hợp. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp đi vào thực chất, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tạo thuận lợi, thu hút doanh nghiệp đến làm thủ tục, thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe, ghi nhận các khó khăn vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp để tháo gỡ, hỗ trợ giải quyết ngay theo thẩm quyền. Cùng với đó, chi cục sẽ thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe, ghi nhận những khó khăn vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp để tháo gỡ, hỗ trợ giải quyết ngay theo thẩm quyền. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát công việc trên tất cả các lĩnh vực. Giảm thời gian, chi phí và thủ tục cho doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, thực hiện rà soát, thu hồi nợ động, nuôi dưỡng, khai thác các nguồn thu vào ngân sách nhà nước, tăng cường công tác xử lý vi phạm, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên là một trong những địa phương có diện tích trồng sen lớn nhất tỉnh Hà Nam với trên 80 ha. Từ 5 năm trở lại đây, toàn bộ diện tích đất trồng lúa của xã đã được bà con chuyển đổi sang trồng sen lấy hạt. Đời sống người dân nơi đây nhờ vậy cũng khấm khá hơn nhiều. Những cánh đồng sen rộng mênh mông bát ngát của xã Chuyên Ngoại đang vào vụ lấy hạt. Chuyên Ngoại hiện có khoảng 20 hộ trồng sen, mỗi hộ canh tác từ 4 đến 5 hectare. Thời vụ chính để thu hoạch sen lấy hạt khoảng 3 tháng, từ tháng 5 đến hết tháng 7 âm lịch. Vào vụ thu hoạch, người trồng sen phải thức dậy sớm, từ khoảng 5 giờ sáng để đi hái sen tránh thời tiết nắng nóng. Tôi đào nó khoảng 4 hectare. Thì chuyển đổi từ cây lúa sang thì năm nay thì nó vì là mưa gió thì là nó ít, lượng thu nhập là sản lượng năm nay nó kém. Thì cái hai nữa là cái dịch bệnh COVID năm nay là cái nguồn tiêu thụ đầu ra năm nay nó cũng chậm mà nó rẻ hơn là mọi năm. Đấy là về nói về cái nguồn thu nhập, nhưng mà so với cây lúa thì vẫn hơn cây lúa một chút. Theo người nông dân nơi đây, cây sen hợp với đồng đất Chuyên Ngoại, ít phải chăm bón. Trung bình mỗi vụ, một hồ trồng sen có thể thu hoạch tới cả 100 triệu đồng từ bán hạt sen, cao gấp từ 5 đến 7 lần so với trồng lúa. Thương lái từ Hà Nội và các tỉnh lân cận tự tìm đến tận đầm để thu mua. Vì vậy, sen Chuyên Ngoại đang hình thành thương hiệu riêng. Địa phương cũng đã tạo điều kiện cho các hộ là trồng sen thả cá là trên địa bàn về các mặt. Và cũng vận động tuyên truyền là để thực hiện làm nào có hiệu quả, mang lại cái lợi ích cao nhất và thu nhập tốt nhất đối với các hộ gia đình cũng như địa phương. Sen hái được đến đâu sẽ được chuyển về để người dân tách tới đó, để hạt luôn tươi. Người trồng sen nơi đây luôn tâm niệm sen là loại thực phẩm bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Vì thế trồng sen không được sử dụng thuốc trừ sâu hay thuốc kích thích tăng trưởng để mang hạt sen tươi, sạch, ngon nhất tới tay người tiêu dùng. Đối với các gia đình người có công, hộ nghèo trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, mỗi viên gạch được xây lên, mỗi ngôi nhà được hoàn thiện từ chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo chính là một niềm vui, nguồn động viên lớn lao để họ có thêm niềm tin, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Nhiều năm qua, cậu bé mồ côi Phạm Quang Sáng phải sống với ông ngoại đã ngoài 80 tuổi ở thôn Dương Trạch, xã Tân Dân, trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp nghiêm trọng.
Niềm mong mỏi của em và ông là có thể xây được ngôi nhà mới, đảm bảo an toàn, an hưởng tuổi già để Sáng có thể yên tâm học hành. Những tưởng niềm mong ước ấy sẽ không thể thành hiện thực bởi hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng, khi nhận được sự hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của các cấp, tháng 2 năm nay, ngôi nhà đã được khởi công xây dựng và hoàn thiện trong niềm hạnh phúc của hai ông cháu. Sau khi mẹ mất thì em cảm thấy rất buồn. Cuộc sống của em và ông rất khó khăn, về cả về tinh thần và vật chất. Từ khi nhận được sự hỗ trợ của nhà nước để được xây nhà mới, em cảm thấy rất hạnh phúc. Gia đình cũng cố gắng tạo điều kiện để thay cái nhà xuống cấp để làm nên cho cháu, để cho các cháu sau này nó có chỗ ăn, chỗ ở. Tôi thấy rất là phấn khởi và được Đảng, nhà nước cũng ưu tiên lên cho các cháu. Hơn 10 năm sống cùng bệnh tật, không có khả năng lao động, nên với chị Lê Thị Thưa ở thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, chỉ mong có đủ tiền để nuôi hai con ăn học và chi phí chữa bệnh cho mình, chứ không dám mơ ước có một ngôi nhà nhỏ khang trang. Đến khi chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo được phát động, như mở ra cho gia đình chị một cánh cửa mới, hiện nay ngôi nhà đang được xây dựng và gấp rút hoàn thiện. Chúng tôi là thực sự là rất là phấn khởi và rất là mừng, như là nằm trong mơ ấy, thật sự không nghĩ gì đến mà gia đình nhà mình xây được nhà. Gia đình chúng tôi thì cũng sẽ đảm bảo hoàn thành sớm đúng tiến độ của nhà nước. Gia đình em Sáng, chị Thưa chỉ là hai trong số 290 gia đình người có công, hộ nghèo trên địa bàn huyện Khoái Châu được Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà ở. Trong đó đợt 1 có 89 hộ gia đình được hỗ trợ, đợt 2 có 201 hộ gia đình. Thời điểm này, các địa phương đã hoàn thiện giải ngân kinh phí hỗ trợ đợt 1 và tích cực đôn đốc các hộ gia đình đẩy nhanh tiến độ xây dựng với mục tiêu phấn đấu hoàn thành chương trình trong tháng 2 năm 2020. Mỗi ngôi nhà được hoàn thành không những góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh mà còn giúp cho mỗi gia đình, người có công, hộ nghèo an cư có thêm động lực, có cơ hội yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Việt Bắc, sinh năm 1975, trú tại tổ 6 Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Bắc mức án 10 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy được quy định tại điểm B khoản 3 điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015, mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy được quy định tại điểm B khoản 4 điều 250 Bộ luật hình sự năm 2015. Tổng hình phạt chung cho cả hai tội mà bị cáo phải chấp hành là tử hình. Trước đó, theo cáo trạng, ngày 4 tháng 10 năm 2019, Nguyễn Việt Bắc là đối tượng nghiện ma túy được một đối tượng tên Trung ở Sơn La nhờ vận chuyển bằng xe máy 5 bánh heroin về Hà Nội với tiền công 50 triệu đồng. Khi nhận hàng, Bắc không kiểm tra lại và được đối tượng này đưa cho 200 đô la Mỹ cùng một gói ma túy tổng hợp để sử dụng. Tại thời điểm Bắc bị bắt giữ, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm một gói ni lông chứa các viên ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng 40,01 gram và 11 bánh heroin cất giấu trong yên xe cùng một số tang vật có liên quan. Vừa qua, tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ đối tượng Sàng A Vừ, sinh năm 1989, trú tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Thu giữ tang vật gồm 41 bánh heroin, một xe ô tô cùng một số vật chứng khác có liên quan. Đối tượng Giàng A Vừ khai nhận lợi dụng nghề lái xe taxi đi lại thuận tiện, ít bị lực lượng chức năng kiểm soát nên đã đến khu vực giáp biên giới để vận chuyển thuê số ma túy này từ một người đàn ông không biết tên và địa chỉ. Khi mang về đến thị trấn Mộc Châu sẽ có người nhận và được trả công 80 triệu đồng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 15 tháng 7 năm 2020, tại địa bàn thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 4, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên và Ban chỉ đạo 389 huyện Văn Lâm đã phát hiện và bắt giữ xe mang biển kiểm soát 29C28587 do Nguyễn Tất Thắng, sinh năm 1971, có hộ khẩu thường trú tại Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội điều khiển, có hành vi chở 1.900 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc đang đi tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, số thịt này đã bị biến đổi màu sắc, bốc mùi, ôi thiêu, không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.
Thắng khai nhận đã thu mua số thịt này trôi nổi trên thị trường. Tại thời điểm kiểm tra, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số thịt lợn trên. Các đơn vị chức năng đã lập biên bản ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Nguyễn Tất Thắng và tiêu hủy toàn bộ số hàng trên. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.